many bulls. Can you let us know why? The score by opponent, fourth goal, we were not enough warm. And surprisingly, they shoot from far distance. So our goalkeeper didn't concentrate on this. But after that, get better and we won enough and play and walk and we together. Excellent. Ở cái bàn thua đầu tiên thì chúng tôi chưa có sự tập trung cần thiết và đó cũng là những cái phút đầu tiên của trận đấu. Pha dứt điểm của cầu thủ bên phía đối phương là tương đối bất ngờ và tôi thấy là thủ môn của chúng tôi cũng không có được sự tập trung đủ để có thể cản phá an toàn cái pha bóng đó. Tuy nhiên thì sau đó thì chúng tôi cũng đã lấy lại thế trận và như các bạn đã biết thì chúng tôi cũng đã có được chiến thắng. Và với tôi thì những cái màn trình diễn ở những phút sau đó mới là quan trọng và chúng tôi thấy là đây là một chiến thắng mà tôi có thể hài lòng. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Tham dự buổi họp báo còn có cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Phóng viên có thể đặt câu hỏi cho cầu thủ. Xin mời câu hỏi tiếp theo. How do you feel after you missing the first very big chance again 1-1-1 with the opponent's goalkeeper when your team is 1-0 down? And how do you feel after that occasion? Of course, in the right moment, I'm sad because I missed a chance when we lost the game. But I'm the player who stay near the goal. I'm striker, so sometimes I will make a mistake, and sometimes I will make the goal. So today I scored 3 goals, and I don't have time for think about the mistake. So I'm look forward. I scored 3, and I want to score more in the next 2 games. Đương nhiên là sau cái pha bóng bỏ lỡ đó thì tôi cũng thấy thất vọng, buồn và thất vọng. Tuy nhiên thì tôi là một tiền đạo và đội bóng của tôi vẫn đang thi đấu. Chính vì điều đó mà tôi là người chơi gần cầu môn nhất so với các đồng đội và tôi nhiệm vụ của tôi là phải ghi bàn. Và thật vui là sau khi bỏ lỡ pha bóng đó thì tôi cũng đã có được 3 bàn thắng trong ngày hôm nay. Và chắc chắn là tôi sẽ nhanh chóng quên đi cái pha bỏ lỡ cơ hội đấy bởi vì điều quan trọng là tôi đã ghi được bàn thắng và đội bóng của chúng tôi đã chiến thắng. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Các anh chị có câu hỏi khác không? Có điều mà ông huấn luyện viên không làm. Coach, is there anything that you don't feel satisfied from this game? After the scored by opponent first goal. Actually, I believed in our players because we prepared for the match excellent. Sometimes we had a difficulty because of weather, bad weather. But anyway, our player, we have good players, many good players. So I'm very satisfied. Put effort. So much for the winning. So I thank all players. Ngày hôm nay thì có lẽ là cái điều mà tôi cảm thấy là không thực sự là thoải mái lắm là vì cái màn thua đầu tiên. Tuy nhiên thì những cái diễn biến sau đó của trận đấu đã cho thấy chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và thực tế là chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu lần này chứ không chỉ riêng trận đấu này. Và tôi cũng hiểu được các cầu thủ của mình chất lượng như thế nào, họ đang ở cái cấp độ nào và tôi đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho họ. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi đã có chiến thắng và tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng với chiến thắng này. Các anh chị còn câu hỏi nào khác không? Nhưng mà chúng vào sân tập ghế dự bị và đã nên thức ghi bàn thì liệu huấn luyện viên có kế hoạch để sử dụng
today's games, Niu Minh Chung come from the bench and he scored directly after a few minutes. Niu Minh Chung. And how about the plan to play him in the first 11? Do you have a plan to play him in the first 11 for the next game, or he just a substitution for the next coming games? Lam Văn Dung is still young, but much more potential in the future. So our team, Viettel, or Vietnam, I think it's good for future, football future. Lam Văn Dung is potential. And he can improve, he can develop the Vietnamese football. So he has time to wait. So, but we have another options, very good options, and, such as Pedro, Giovanni, our good quality options. So maybe it's the second option. So anytime he can have, or he can take a good chance. Why not? Với tôi thì Niu Minh Chung là một cầu thủ rất là tiềm năng, và tôi cũng cho rằng cậu ấy không chỉ là tiềm năng của câu lạc bộ mà còn là tương lai của bóng đá Việt Nam, một trong những cầu thủ sẽ có được những cái phát triển rất là tốt. Và ở thời điểm hiện tại thì Niu Minh Chung vẫn đang là một cầu thủ trẻ và cậu ấy còn rất nhiều thời gian để phát triển ở phía trước. Và chúng tôi cũng đã trao cơ hội để cho Niu Minh Chung thể hiện, và ngày hôm nay cậu ấy cũng đã thể hiện thành công. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ chúng tôi có rất là nhiều những sự lựa chọn tốt trên hàng công, và Niu Minh Chung còn thời gian, vì thế mà cậu ấy phải cạnh tranh với những cầu thủ khác như là Pedro, Giovanni, và điều đó sẽ khiến cho cậu ấy có thêm nhiều động lực cũng như là thêm nhiều cái khát khao thi đấu hơn để thành công trong tương lai, không chỉ cho bản thân cậu ấy mà còn cho đội bóng cậu ấy khoác áo. Chúng ta còn câu hỏi nào khác không? Nếu các anh chị không còn câu hỏi khác thì chúng ta sẽ kết thúc phần trao đổi tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.